Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 Và thiệu âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày nhâm tuất tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, đại hải thủy, ngày nhâm tuất tức chi khắc can, có nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, đại hải thủy, kỵ tuổi, bính thìn, giáp thìn, ngày thổ hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, thành hỏa cục xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi bính thìn, giáp thìn, bính thân, bính dần và bính tuất tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, sao tốt trong ngày gồm có như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tử, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao ngũ hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao tứ thời cô cỏ, kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tử tí á, cho chúng ta thấy là với bà tử tí trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh, cho nên con đường tài lộc của bạn tử tí vô cùng là thuận lợi. Thần tài luôn dõi theo những bước chân của bạn, ban phát tiền bạc cho bạn được dư dả chẳng phải lo lắng gì nhiều. Ai cũng biết việc kiếm tiền luôn khiến cho chúng ta căng thẳng và mệt mỏi nhưng trong ngày hôm nay với bạn tuổi Tý mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn với bạn nữa và bạn mạnh tuổi Tý dễ dàng nắm được cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về cho mình tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ năm này đối bạn tuổi Tý con đường tình duyên của bạn lại không được suôn sẻ như ý muốn bạn có được nhân duyên tốt đẹp có không ít người yêu mến nhưng dường như mọi mối quan hệ của bạn chỉ dừng lại ở mức tình bạn chính bạn cũng không hiểu tại sao mình mãi không tìm được một người để cùng đi tới cuối cùng con đường của hạnh phúc là như thế nào có lẽ với bạn tự tý duyên vẫn chưa tới và bản thân của bạn vẫn chưa thấy lo lắng bởi cuộc sống còn bao nhiêu điều thú vị và mới lạ luôn chờ chúng ta để khám phá cứ sống thoải mái, tận hưởng những gì mình đang có, rồi tình yêu sẽ tới vào một ngày nào đó, thỏa ước mong của bạn mà thôi. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, thần tài đồng hành, ban phát tiền bạc khắp nơi, mang đến cho bạn có được một ngày, tài lộc rụng rĩnh, từ vi tuổi bính tý thuộc thủy làm việc chăm chỉ nỗ lực hết mình thành công trong tầm tay tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa dễ dàng nắm lấy được cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về cho mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đường tình duyên không được suôn sẻ có lẽ do duyên chưa tới bạn hãy tranh thủ thời gian độc thân để tận hưởng cuộc sống tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc công việc và tình cảm đều tốt đẹp, chỉ cần chăm chỉ sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thần, tuổi tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất Sửu mùi cho nên với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo công việc của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Và với bạn tuổi Sửu bạn có vị thế khá lớn ở nơi làm việc nhưng chưa biết cách thu phục được lòng người. Cho nên người ta chỉ đồng ý với bạn trước mặt, quản sau lưng, lại bàn tán này nọ. Điều này khiến cho tinh thần của bạn tuổi Sửu luôn bị muộn phiền, mệt mỏi với bạn tuổi Sửu bạn cũng có phần cứng nhắc và cố chấp, bạn cần phải thay đổi làm sao cho hợp tình, hợp lý. Chỉ có như vậy, bạn mạnh tuổi Sửu mới có thể hợp tác được lâu dài với người khác và giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi, trôi chảy. Trong ngày thứ năm này, đối với bạn tuổi Sửu bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy vận đào hoa sẽ giúp cho bạn tuổi xỉu, những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội tìm thấy một nửa đích thực của đời mình. Có lẽ với bạn đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Đến Tết, khi về nhà, bạn có thể hãnh diện trả lời với bố mẹ, họ hàng về chuyện tình cảm của mình nữa rồi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi sửu bạn lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi sửu nên cẩn trọng trong việc chi tiêu bởi bản mệnh rất dễ sơ suất để mất tiền oan vì những khoản chi tiêu không rõ lý do trong ngày hôm nay bạn tuổi sửu cũng không nên tin tưởng người ngoài kéo lại bị lừa gạt về tiền bạc vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim công việc gặp nhiều trở ngại nên tranh thủ nắm bắt cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nỗ lực phấn đấu hết mình thành công gọi mời tương lai rạng rỡ tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa vận đào hoa răng lối dễ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình tử vi tuổi, tân sửu thuộc thổ, thay vì dành thời gian tán gẫu, bạn hãy tập trung vào công việc nếu như muốn đạt được kết quả tốt. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc, không nên tin người ngoài mù quáng, thậm chí kẻo lại bị lừa gạt, nói xấu sau lưng. Vài đánh giá của bạn tử sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với tử dần, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử dần trong ngày này đang có được báo hiệu con đường tài lộc của bạn được thăng tín bất ngờ nhờ bạn đang gặp được ngày có cục diện dần tuất bán hợp xôi đường trị lối cho bạn. Bạn tuổi dần, bản mệnh được trị lối, dẫn đường trong chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán, may mắn gặp được người đáng tin cậy và có được cơ hội để thể hiện mình nữa. Tuy nhiên, trong ngày này đối với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần nên cẩn trọng bởi kẻ tiểu nhân có thể ngáng trở bạn bất cứ lúc nào, đặc biệt là kẻ này không phục với những thành công trong sự nghiệp của bạn cho nên sẽ tìm mọi cách để hạ bệ bạn mệnh, kéo bạn lại bị xuống khỏi ngôi sao. Cây càng cao thì càng đốn nhiều gió lớn. Những bạn tuổi dần cần phải rèn luyện cho mình bản lĩnh hơn nữa để có thể chống chọi được trước những cơn gió lớn, thậm chí là cả rông bão. Kẻ xấu làm gì đi nữa thì với bạn tuổi dần không cần quan tâm. Bạn hãy cứ làm tốt công việc của mình thì chẳng ai có thể cản đường bạn tiến bước về phía trước được. Xét về mối quan hệ ngũ hành tương sinh tương khắc trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình, kẻo lại làm tổn thương đến người ấy trong ngày hôm nay đôi khi chẳng phải động tay động chân, những lời nói vô tình, sắc như dao găm cũng đủ làm tan nát trái tim của người ta rồi. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, quý nhân phù trợ, vận trình tài lộc có được thăng tín bất ngờ. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, tiểu nhân ngáng đường, dễ bị đâm liến sau lưng nên cẩn trọng trong mọi việc, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ bất ngờ ghé thăm hãy giang tay chào đón và trải nghiệm tử vi tuổi canh dần thuộc mộc chú ý đến lời ăn tiếng nói kẹo lại làm tổn thương người mình yêu thương tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim con đường tài lộc được vượng sắc dự báo một ngày làm việc may mắn và hiệu quả với bạn và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão, Chua chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày này đang có được báo hiệu con đường sự nghiệp của bạn có được nhiều tin vui bất ngờ bởi ngày này với bạn tuổi mão đang gặp được ngày có ngộ hành mạo tuất nhị hợp phù trợ với bạn tuổi mão nhờ có lòng kiên trì và niềm tin sâu sắc bạn mạnh có thể vượt qua được tất cả những khó khăn để đến với thành công. Khó khăn là điều tất yếu phải đối mặt trong cuộc sống và công việc. Chẳng phải lúc nào cũng thuận lợi như chúng ta mong muốn. Xong chỉ cần kiên trì, bền chí thì chẳng có trở ngại nào là không thể vượt qua được. Dù bạn có mệt mỏi hay là bị thương đi chăng nữa thì cũng đừng có bộ cuộc bạn tuổi mạo nhé. Đồng thời, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối ba bà tuổi mão khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, bản mệnh cũng đừng quá coi trọng những tư tưởng cũ kỹ trước đây mà phải nhìn nhận vấn đề cho rộng ra, theo kịp với những bước tiến của thời đại thì khả năng thu lợi nhuận về cho mình càng cao hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mão, bạn cũng đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi mão đang có sự bảo thủ và cứng nhắc cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn tới chuyện tình cảm của bạn. Bạn tuổi mão cứ khăng khăng cho rằng mọi việc mình làm là đúng mà chẳng thèm hỏi ý kiến của đối phương, cứ bắt người ta phải nghe theo ý của mình. Điều này vô hình chung đã tạo ra khoảng cách giữa hai người khiến cho người ta không còn thiện cảm với bạn nữa. Vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy xóa bỏ lối mòn cũ kỹ bảo thủ cứng nhắc bắt nhịp kịp với thời đại. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nên lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người, đừng lúc nào cũng cho rằng mình là đúng. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ công việc tiến triển tốt dễ thu được những thành công rực rỡ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc duy trì tinh thần lạc quan là điều cốt loại giúp cho bạn mệnh vượt qua được mọi khó khăn trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim dễ gặp những chuyện tình cảm nảy sinh ngoài ý muốn nên chuẩn bị tâm lý chủ động đối phó. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3, 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thìn Chua chúng ta thấy là với bà tuổi thìn trong ngày này bạn phải trải qua một ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông cái điều này làm cho vận trình của bạn tuổi thìn đang có sự bất ổn cả về công việc lẫn tình cảm về công việc mặc dù với bà tuổi thìn có tài nhưng sự nóng nảy lại khiến cho bạn mệnh mất đi lý trí, chẳng còn tỉnh táo để quyết định đúng đắn, mà dễ bị cảm xúc chi phối đưa ra những quyết định không thể nào hiểu nổi. Với bà tuổi thìn, nếu muốn thăng tín nhanh chóng hơn trên con đường sự nghiệp của mình, thì bạn nên biết tự điều chỉnh và học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân mình. Nếu cứ để thoải mái bộc lộ cảm xúc một cách tiêu cực như vậy, chẳng sớm thì muộn sẽ có ngày bạn phải hối hận về mặt tình cảm của bạn tử thìn trong ngày thứ năm này cũng đang có điểm báo đào hoa xấu có lẽ dù quá nhàm chán với cuộc sống gia đình ngày nào cũng diễn ra như một cỗ máy lặp đi lặp lại bản mệnh của xu hướng ngoại tình tìm ra hoa thơm cổ lạ ở bên ngoài bản mệnh nên chấn chỉnh lại suy nghĩ này bởi bạn không thể ăn phở thay ăn cơm mãi được về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc hỏa, vợ chồng dễ nảy sinh tranh cãi và không ai chịu nhún nhường ai. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, dễ bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, hại là chính mình, đừng có dao động bởi những lời nói và hành động của mọi người xung quanh tử vi tuổi canh thìn thuộc kim mở rộng tấm lòng sẽ chia sẻ giúp đỡ phúc báo dài lâu sẽ đốn chào bạn trong tương lai tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy kiên định lập trường cứng rắn đối mặt với kẻ xấu tránh để chúng hãm hại bạn và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu tăng tín không ngừng đem lại nhiều niềm vui cho bạn mệnh và bạn tuổi tỵ bạn tự hào vì những gì mình đã làm được và tâm niệm rằng phải cố gắng không ngừng nghĩ sáng tạo và chủ động nhiều hơn nữa trong công việc để giành lấy thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Tuy nhiên bên cạnh việc thuận lợi thì với bạn tử tị trong ngày hôm nay lại đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ, cái điều này cho thấy về vận trình tình cảm của bạn tử tị lại không được tốt đẹp cho lắm. Bạn đang có điểm báo có những mâu thuẫn bùng nổ có thể bất cứ lúc nào khiến cho hai bên không thể ngờ được, có lẽ những điều khó chịu đã được kiềm nén quá lâu, đã quá giới hạn chịu đựng của cả hai người rồi. Sự khác biệt về tính cách cũng là một bức tường kiên cố và vững chắc ngăn hai bạn đến với nhau, dù cùng chung nhịp đập nhưng cái tôi khá lớn lại khiến cho cả hai tự làm tổn thương mình và đối phương khi đã xác định được sống chung dưới một mái nhà với bạn tuổi tỵ nên học cách bao dung rộng lượng hơn với đối phương hãy cùng ngồi lại nghiêm túc với nhau để giải quyết mọi gốc rễ của vấn đề tránh làm ảnh hưởng đến hòa khí chung của gia đình về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ biết nắm bắt cơ hội thích nghi nhanh với xu thế của thời đại là con đường dễ dẫn đến thành công tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ không ai là hoàn hảo cả. Vì thế, hãy biết lắng nghe và sửa đổi khi được mọi người góp ý. Từ vi tuổi kỵ tỵ thuộc mộc, tai tiếng bỏ vây, tinh thần xa sút nên học cách tự tin và lạc quan vào cuộc sống. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, các thành viên trong gia đình dễ có bất đồng quan điểm dẫn đến to tiếng từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy vợ chồng thẳng thắn bày tỏa quan điểm giải quyết những khúc mắc tồn đọng bấy lâu tình cảm thêm phần gắn bó và đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tuất phù trợ cái điều này mang đến nhân duyên tốt đẹp cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Và bạn mệnh tuổi ngọ được gia đình, bạn bè mai mối cho những đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Bạn chỉ cần chọn một người phù hợp nhất và lên kế hoạch hẹn hò mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày của chính ấn chứa mệnh. Cái điều này còn giúp cho sự nghiệp của bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu khởi sắc rõ rệt, mọi khó khăn chẳng có ý nghĩa gì bởi bạn đã biết cách để đối phó với những điều đó và biến nó trở thành viên đá luốt đường cho bạn, thành động lực để cho bạn cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn và thành đạt hơn nữa. Trong thế giới đầy biến động như ngày hôm nay, chẳng có công việc nào là không có áp lực cả, dù ít hay là nhiều, chúng ta vẫn buộc phải đối mặt với chúng. Cái điều quan trọng là với bạn tuổi ngọ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng phải bình tĩnh, không nao núng, không hoang mang thì mới có thể chiến thắng được trở ngại, thu phục được áp lực dưới tay mình. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, vợ chồng có được sự hài hòa, chia sẻ và giúp đỡ nhau cùng vượt lên trong cuộc sống. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy nên biết cách cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, đừng để cho con tim lấn át quá nhiều, dễ bị tổn thương. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa thu nhập được ổn định, cố gắng hơn sẽ thu về được nhiều hơn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ có không giữ, mất đừng tìm, hãy trân trọng những điều mình đang có ở thời điểm hiện tại. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc áp lực là điều tất yếu phải đối mặt trong cuộc sống, vì vậy bạn nên rèn luyện cho mình một trái tim thép để vượt qua mọi chuyện. Về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi mão tuổi dần Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi Chua chúng ta thấy là với bà tuổi mùi trong ngày này Do chịu ảnh hưởng của cục diện ngộ hành tứ hình sông Thìn tuất xịu mùi cho nên công việc của bạn tuổi mùi đang có điểm báo gặp nhiều trở ngại. Bạn mệnh tuổi mùi khó lòng hoàn thành được công việc hiệu quả như yêu cầu khi mà những người xung quanh luôn tạo ra khó khăn bới móc những lỗi lầm không đáng nói, cuối cùng khiến cho công việc của bạn bị đình trệ. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, cũng đang có điểm báo không khá khẩm hơn khi với bạn đang có những mâu thuẫn gia tăng và bùng nổ liên tiếp mà nguyên nhân có thể bắt nguồn từ những điều rất nhỏ nhặt, đơn giản. Và để duy trì được một cuộc hôn nhân bền vững thì với bạn tuổi mùi cần phải nhìn nhận lại và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân, đồng thời cũng nên góp ý chân thành để nữ kia cùng tiến bộ. Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, sự kiên nhẫn, nhiệt tình, góp phần biến những ước mơ của bạn thành hiện thực và bạn không ngại thất bại và đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã nhờ vậy mà tới sau cùng bạn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho mình để vận dụng cho những kế hoạch lớn hơn trong tương lai về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim công việc dễ gặp trở ngại nên tập trung để tránh mắc sai sót tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy vợ chồng có sự mâu thuẫn gia đạo bất hòa do ảnh hưởng khá lớn đến từ tinh thần cũng như là tác phong của bạn tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn là điểm tựa cho mọi người sau phong ba, bão táp và mệt mỏi của cuộc sống. Vì thế, bạn hãy dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, trong các mối quan hệ xã giao, bạn hãy biết lắng nghe và đừng nên bảo thủ. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, sự nghiêm khắc với bản thân cùng với tinh thần làm việc đầy trách nhiệm sẽ đem đến cho bạn mệnh thành công rực rỡ và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân, chua chúng ta thấy là với bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày thân tuất tương hội. Cái điều này làm cho bà tuổi thân trải qua một ngày rất may mắn khi đốn vận quý nhân giúp đỡ dẫn đường trị lối cho bạn. Cho nên con đường tài lộc của bạn rất chi là tốt. Trong khi bạn mệnh vẫn đang loay hoay trong mỡ bỏng mong và không biết bắt đầu từ đâu thì quý nhân tới, vạch ra cho bạn bước đi rõ ràng, thoát khỏi khó khăn, tiến bước về phía trước. Nhờ có được sự hỗ trợ đó với bà tuổi thân à, đã đi đúng đường và cảm thấy tự tin hơn vào năng lực của bản thân mình, từ đó kiên cường theo đuổi mục tiêu đã định, giành lấy được lợi nhuận về cho mình. Tuy nhiên, ngày này với bạn tử thân cũng đang gặp ngày có thực thần, chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn cũng đang có điểm báo có thể vướng phải những hiểu lầm, thị phi về chuyện tình cảm. Bạn mệnh tuổi thân không cố ý lạnh nhạt với người ấy, nhưng dưới khuôn mắt của người ta, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn. Dù bạn đã cố gắng giải thích ra sao đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào giải quyết được vấn đề. Cách tốt nhất là với bạn tuổi thân, hãy cứ để cho người ấy tĩnh tâm trở lại, rồi hãy giải thích sau. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, thắng không kiêu, bại không nản, khó khăn vẫn tìm thấy được hướng đi phù hợp cho mình. Tử vi tuổi bính thân, thuộc hỏa, có được quý nhân dẫn đường chỉ lối, gặp may mắn trong mọi chuyện. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, vợ chồng dễ hiểu lầm lẫn nhau, nên giải thích rõ ràng, kéo lại, làm sứt mẻ tình cảm. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nên xử lý linh hoạt và dứt khoát trong mọi tình huống. Sự do dự sẽ khiến cho bản mệnh đánh mất nhiều cơ hội. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim hành sự cẩn trọng, kéo lại, mắc phải sai lầm đáng tiếc, ảnh hưởng tới sự nghiệp và tinh thần của mình. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tuổi dậu ạ chua chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện dậu tuất tương hại cái điều này cho thấy với bạn tuổi dậu đang có điềm báo chuyện tình cảm của bạn đang bị sa sút rõ rệt bạn và người ấy sao bao cố gắng vẫn khó lòng đến với nhau trở ngại giữa các bạn không phải là định kiến xã hội hay là địa vị hoàn cảnh gia đình mà là do chính cái tôi của cả hai người mà ra. Và với bạn tự dậu, mặc dù bạn đã tiết lọ và nhún nhường, nhưng người kia vẫn không chịu chấp nhận lời xin lỗi. Cứ thích chuyện bé xé ra to, điều ấy vô hình chung, cứ đẩy khoảng cách giữa hai người càng xa nhau hơn. Tình yêu không phải cũng là mật ngọt, trăng sao, cãi vã là điều không thể tránh khỏi, cái điều quan trọng là khi hai người đã xác định ở với nhau, dù trong tình huống nào đi nữa cũng đừng có buông tay nhau, hãy luôn ghi nhớ một điều rằng tại sao các bạn cố gắng được đến bây giờ. Bù lại, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tử dậu, bạn lại đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh, cho thấy sự thông minh và hoạt bát có thể giúp cho bạn thêm nhiều cơ hội để thăng tín. Bạn hiểu rõ về nhân tình thế thái và biết cách đối nhân xử thế cho nên rất được lòng mọi người trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi ớt dậu thuộc thủy muốn tình yêu bền vững, hãy hạ bớt cái tôi cá nhân của mình xuống một chút. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa đừng quên nói lời cảm ơn và xin lỗi khi cần thiết, điều nhỏ nhặt góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ đừng buông tay khi vẫn còn cách giải quyết tốt hơn cho cả hai người về mặt tình cảm. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc vì tình nghĩa vợ chồng hãy bao dung bỏ qua những lỗi lầm cho nhau cùng nuôi dạy con cái và vun vén gia đình hạnh phúc. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim sống yên bình hạnh phúc với hiện tại hài lòng với những thứ mình đang có. Về đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bạn tử Tuất đó, chua chúng ta thấy là vận trình của bạn tử Tuất trong ngày hôm nay đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh, cho thấy sự nghiệp thành hai bại là hoàn toàn nằm trong bàn tay của bạn. Và bạn tuổi Tuất đó, bạn mệnh có thể may mắn được quý nhân dẫn đường chỉ lối giúp cho sự nghiệp của bạn được thanh tín. Nhưng nếu như bản thân bạn không đủ cố gắng và nỗ lực thì bạn cũng khó có thể đạt được những mục tiêu mà mình mong đợi. Thành công được quyết định bởi rất nhiều yếu tố, thiên thời địa lợi mà nhân chẳng hòa thì cũng khó có thể mà thắng lợi được. Bởi vậy, với bạn tuổi Tuất phải không ngừng học hỏi, cố gắng tu dưỡng bản thân và rèn luyện cho mình bản lĩnh vững vàng hơn nữa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này Vẫn tín trị tốt đẹp, cho nên với bạn tuổi Tuất có thể chuyên tâm vào công việc mà không phải lo lắng điều gì. Mái ấm gia đình hạnh phúc cùng với những tiếng cười của đàn trẻ thơ đã trải nghiệm mỗi ngày là động lực giúp cho bản mệnh tuổi Tuất cố gắng hơn cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi tuất nên chú ý hơn về sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa. Làm việc căng thẳng có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống và bạn hãy bảo vệ sức khỏe của mình trước khi quá muộn nhé. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ ăn uống khoa học, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để có được sức khỏe tốt nhất. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, xiên xét phán đoán mọi việc tỉ mỉ, kỹ lưỡng để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Tử vi tuổi mạo tuất thuộc mộc, tình cảm gia đình, hài hòa, tốt đẹp là động lực để cho bạn cố gắng hơn trong mọi công việc. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, đừng tự gây áp lực cho mình bởi chuyện gì cũng sẽ có được hướng giải quyết. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, thành hai bại đều nằm trong lòng bàn tay của bạn do chính bạn tự quyết định tương lai của mình ra sao. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ năm này đối với bà tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay có nhiều khởi sắc làm gì cũng được suôn sẻ bất ngờ và hôm nay với bạn tuổi hợi nếu bạn mệnh có kế hoạch làm ăn hay ký kết hợp đồng gì thì hoàn toàn có thể tiến hành bởi thành công với bạn sẽ chào đón bạn ở phía trước tuy nhiên trong cái ngày này đối với bạn tuổi hợi xét về ngũ hành tương xung tương khắc thì ngày này với bạn lại đang có thủy thổ bất dung, cái điều này lại gây ra trở ngại về đường tình duyên của bạn. Và với ba tuổi hỏi chẳng thể xác định được nổi đâu mới là người thực sự phù hợp với mình cho nên cứ mãi theo đuổi nhưng tới cuối cùng thì vẫn lẹ bóng đơn côi, có lẽ người ấy vẫn chưa xuất hiện nên bạn vẫn chưa tìm được mà thôi. Cuộc đời này mỏng manh như một tờ giấy vậy gió có thể đến và thổi tờ giấy bay đi bất cứ lúc nào. Vì thế, khi còn có mặt ở trên thế gian này, bạn hãy tranh thủ làm những gì mình thích, tận hưởng mọi thứ một cách trọn vẹn nhất để không phải thốt lên hai từ thất vọng hay là hối hận vì những việc chưa thể làm được. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa công việc thuận lợi dễ gặt hái được nhiều thành công. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm vợ chồng nếu muốn duy trì bền vững thì phải có sự cố gắng vun vén từ hai phía, hãy yêu cầu đối phương có trách nhiệm hơn trong mối quan hệ này. tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc, tinh thần làm việc nghiêm túc, hứa hẹn sẽ đem lại những kết quả xứng đáng cho bạn. tử vi tuổi tân hợi thuộc kim, đối mặt với những mâu thuẫn, hãy cố gắng dị hòa vi quý nhất có thể, đừng để cho cảm xúc lấn át mà hành động sai lầm. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy tình cảm vợ chồng dễ gặp trục trặc vì cái tôi quá lớn của cả hai bên nên thẳng thắn ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng mò bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.